vô coi mấy cái mỹ phẩm thôi. Hơi Chanel này. Hơi Chanel. Thường kem thì Hà Phương có kem gì? Cái lotion gì? Cái lotion hiệu gì? Chanel. Chanel hả? Chanel ở đây. Lên Paris dạ. Vô coi đi. Vô coi từng món vậy đó, cái bắt cái món lên coi. Lại con mắt kiến. Thích cái mẫu nào thử nó cái. Thích cái mẫu nào thử nó cái. Thử Versace đi. Bên đây nè. Mắt kiến Versace nè. Wow. To quá. Nhiều mẫu mà. Bự quá. Bự. Mấy cái này có thể đẹp hơn không? Cái này nè. Dưới đây nè. À, thích màu xanh mà cái màu chưa có chưa phải không? Có xanh lá, xanh lá. À. Màu xanh này có. Dolce Gabbana. Phía bên kia bên phải. Ôi. Cũng đẹp á, dễ thương, cái này dễ thương nè. Dạ, dễ thương á. Cái này dễ thương nè, cái này hợp với Hà Phương á. Cái này hợp đẹp á. Các bạn thấy Hà Phương dễ thương không, với cái mắt kiến này không? Đây. Cái hiệu gì đây? Dolce